Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn combo cái bộ xe điện 4 bánh đầy đủ phanh dầu đằng sau, hệ thống càng A đằng trước, động cơ điện, hệ thống dây điện và đèn đóm, đèn trước, đèn sau, xi nhan đầy đủ, còi, hệ thống hạ nguồn. Nói chung hệ thống điện là đầy đủ luôn. Cái bộ này có thể coi là đủ đến 99% rồi, còn thiếu ắc quy với lại sạc nữa thôi. Bộ này thì dùng nhíp 52 cm, các bạn có thể thay thế loại giảm xóc khác cũng được, hệ thống treo hay là hệ thống nhíp dài hơn cho nó êm cũng được. Phanh dầu thì cho 4 bánh, hệ thống vô lăng này, đèn pha xi nhan này. Đây giới thiệu các bạn chi tiết từng món một nhé. Thì đối với cái bánh xe thì bánh này là bánh 135 trên 70 trên 90 trừ 10. Vành rất là đẹp và lốp thì sức tải rất là tốt này các bạn này. 387 kg trên một bánh này. Nó tốt hơn rất nhiều lần so với cái bánh 400 trừ 10. 400 trừ 10 là 280 kg trên một bánh. Còn 450 trừ 10 là 290 kg trên một bánh, tức là nó thua cái này tới rất là nhiều. Vì vậy các bạn khi lựa chọn thì mình sẽ đưa cho các bạn cái mẫu bánh này, mẫu lốp này nhé. Nếu như các bạn thích mẫu lốp 450-10 thì không thể bằng cái lốp này được, về cả chiều rộng và về cả sức tải thì đều thua. Tuy nhiên thì giá có này thì cũng chỉ bằng ngang với 450 một chút thôi, không cao hơn mấy. Còn 400-10 rẻ hơn hẳn. Đấy, đồng hồ này. Đồng hồ thì có báo điện, công tơ mét, đèn pha, báo xi nhan rất là đầy đủ. Đấy, hệ thống đèn pha thì tích hợp với xi nhan. Đây là xi nhan này, đây là đèn pha này, rất là sáng. Ổ khóa công tắc này, vô lăng bản dày này. Đấy, tay đảo chiều này, chân ga này, hệ thống càng A này, càng A này này, càng A không căn chỉnh. Cái độ khỏe của nó thì cao hơn rất nhiều so với cái càng A của dòng ATV. Đấy ạ. Và nó tất nhiên là nó sẽ đắt hơn. Cái bộ Meyer này của nó cũng thế này. Meyer của nó cái tay kéo này nó rất là dài. So với cái dòng Meyer của ATV thì nó ngắn, cho nên là lực kéo khi mình đánh vô lăng nó nặng hơn. Cái vòng bi này của nó cũng tốt hơn rất là nhiều so với bi kia. Độ sức tải của thằng này có thể chịu được khoảng 1 tấn cũng không vấn đề gì cả. Đây là hệ thống lái. Hệ thống lái thì đầy đủ. Đối với dòng càng A thì các bạn phải dùng đến hệ thống lái hai đầu. Đây là bộ phụ kiện. Chân phanh dầu kèm cả khóa. Đây, cái khóa đây. Khi các bạn đạp phanh ấy, các bạn kéo cái cần này xuống thì nó sẽ tự khóa chống trôi. Đây là tổng phanh dầu 4 này, bình dầu đôi này. Đèn pha kèm xi nhan, đèn hậu kèm xi nhan này. Ở đây là phụ kiện nhíp này. Đấy. Dây dầu rất là dài, dây dầu thì có dây dầu 2m2 thì các bạn làm xe là thoải mái. Càng A này thì đây là cái càng A dưới này, đây là càng A trên này. Cái càng A này nó rất là khỏe và dày. Đấy, hai vai của nó đều sử dụng loại càng A protein hai chân đỡ. Các bạn tự so sánh thì cũng biết bộ này nó sẽ hơn cái bộ ATV rất là nhiều. Nhíp 5 ná này. Cầu phanh dầu này, cầu phanh dầu thì có loại mét 1, 1m90. Mét 1 các bạn lắp bánh thì thành mét 2. Lắp xe lên thì ra 1m25 là ok. Đây là rotin giằng lái này. Động cơ thì bộ này trang bị động cơ 800W, 850 đến 800W, giá thành là như nhau. Thì các bạn có thể nâng cấp lên 1.000, 1.200, 1.500, 1.300 đều là tương đối rồi. Nếu các bạn nâng cấp lên khoảng 1.500 thì rất là khỏe. Đấy, còn không thì mình dùng 800 vừa tiết kiệm điện mà giá thành nó lại thấp. Còi ngân. À, xin lỗi, đây là còi sên. Còi sên này to như còi ô tô luôn. Đấy, bộ này trang bị rất là ok đấy các bạn. Bánh rất là đẹp nhé.
Cái này chiều rộng của nó là khoảng 12-13 cm đấy. Còn đường kính của nó là 46. Là cũng khá là chuẩn đối với cái bộ này rồi. Đường kính bánh như này là tương đối đẹp rồi. Các bạn thích thì nâng lên cái bánh 145 trên 70R12. Đấy, bộ dây điện thì bên mình tương đối là làm sẵn cho các bạn rồi. Có một số phần đèn đóm thì có thể là chưa đấu hết thôi, chứ còn đa số là mình đấu sẵn cho các bạn luôn. Vô lăng này, à cái vô lăng mà nhiều bạn không biết làm thế nào để tháo ra, thì mình tiện đây hướng dẫn luôn cho các bạn này. Các bạn cứ đè chặt cái này xuống và gậy như cứ móc tay vào cái này thôi, cậy là nó tụt lên thôi, cậy đều lên đấy. Đấy, thì nhiều các bạn là không biết tháo ra cái gì thì nó rất là dễ vậy thôi, nó có cái lấy đây này, nó ăn xuống cái cao su này, các bạn cứ cậy là nó bung lên thôi, không vỡ được. Cậy đều tay, lúc ấn xuống thì cũng ấn đều tay thôi. Thì khi nắp vô lăng thì mình sẽ cậy cái này lên, mình siết ốc vào, mình đậy lại. À, bộ dây điện thì làm hoàn chỉnh rồi. Đấy. Đây chỉ dùng thôi. Đây là cái phần sang số của cái cầu hai số này, các bạn kéo số để nhanh số chậm này. Về cái phần đổ nhớt cho cầu thì các bạn lưu ý là chỉ đổ khoảng 100 ml thôi. Đổ nhiều quá thì nó chảy qua động cơ. Đấy, các bạn xem kênh mình thì nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video.